cô vô. Chúng em kính chào cô ạ. Giỏi, cả lớp ngồi xuống. Hôm nay cô có một cái bộ tranh ảnh một số nghề nghiệp rất là hay. Bây giờ cô sẽ trả bài các em nha. Đợt trước cô đã cho các em biết về những cái flashcard này rồi. Hôm nay cô hỏi lại coi các em có nhớ bài hay không ha. Cô ơi, còn mấy cái này thì sao cô? À, đây là những cái tram. Chúng nữa bạn nào trả lời đúng thì cô sẽ thưởng nhau một cái nha. Bạn nào trả lời chưa đúng thì coi như là không được nha. Thế lên em ăn gì đó. Thôi thuốc cơ, không có. Lần nữa tịch thu nha. Tập trung. Bức tranh đầu tiên. Em đi coi. Bức tranh đầu tiên. Mời Khánh Linh. Dạ thưa cô là doctor. Rồi, chính xác, bác sĩ đang làm gì? Bác sĩ đang khám cho một bạn nam. Rồi, bác sĩ mặc áo màu gì? Bác sĩ mặc áo màu trắng. Thế bác sĩ có sợ không? Dạ không. Rồi, cô sẽ thưởng cho Khánh Linh một cái tram, em chọn đi. Tram gì thế? Tram hình một đuôi cá. Rồi. Rồi, tuyệt vời, để coi hôm nay bạn nào nhiều tram hơn nha. Một cá sẽ đấy. Còn nhiều lắm. Câu hỏi thứ hai. Em biết đây là bức hình gì? Em cô ơi, cho em mời bạn Bảo Minh. Dạ cô, là diver. Diver là ai? Dạ diver là thợ lặn. Thợ lặn mặc áo màu gì? Dạ thợ lặn mặc áo màu đen. Rồi, trong bức hình này có gì đẹp? Dạ trong bức hình này có một chú cá màu xanh lá cây rất là đẹp và những rong biển. Và chú này đang lặn vào buổi tối hay buổi sáng đây? Dạ em nghĩ là buổi tối. Rồi, chính xác, Bảo Minh được một tram. Yeah, mình sẽ lựa tram thắt cái fan. Đây là chắc thắt cái fan nè. Đẹp quá. Đây là ai? Em. Anh lên. Dạ thưa cô là teacher. Teacher là ai? Teacher là cô giáo. Giáo viên. Thế cô giáo đang dạy cho các em học sinh lớp mấy đây? Bây giờ em nghĩ là lớp lá. Lớp lá hả? Ồ. Rồi trong hình này có bao nhiêu bạn? 1, 2, 3, 4, 5 bạn. Rồi chính xác là Khánh Linh 100. Chọn đi. Em còn là cái này tôi sẽ cái này nữa. Gì vậy? Một cái tram hình tram kẹo. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo, lắng nghe câu hỏi thứ tư. Đây là ai? Bảo Minh. Dạ cô đây là photographer. Rồi chính xác, được một tram. Yeah, cái này tiếng cát, mùi cát. Thế chú này đang chụp cái gì? Dạ chú này đang chụp bầu trời. Wow, rồi, thôi cho chính xác luôn, không biết chụp gì. Rồi câu hỏi tiếp theo, chưa nha. Rồi đây là nghề nghiệp gì? Rồi mời bạn Khánh lên. Dạ thưa cô là hai là ai? Hai là phi công, mẹ em rất thích đi máy bay. Rồi, chú này là phi công ha. À, máy bay của chú này số mấy? Số. Nhìn thấy số không? Trên máy bay hay có số á, thấy Khánh Linh thấy số nào? Này. Đọc đi, số mấy? Số à. Số cháu. Em đọc cho cô. Đọc từng số thôi, Khánh Linh đọc từng số thôi. Số 7, số 0, số 3, số 0. À đúng rồi, Khánh Linh tưởng đọc nguyên một dãy thì chưa học tới ha. Rồi một trăm. Ngồi xem gì vậy? Xem hình học mèo. Wow, mèo bự nhất luôn á nha. Tiếp theo, tên tên. Ai biết hình này? Ồ, hình như tay chậm rồi. Bảo Minh. Dạ con là miner. Miner là ai? Dạ miner là thợ mỏ. Thợ mỏ vậy à? Mấy chỗ này làm việc có cực không? Dạ cực. Cực lắm ha, rất là nguy hiểm ha. Rồi, một trăm. Dạ. Em sẽ lựa cha. Đây lo hết rồi. Đây. Rồi, xem gì vậy? Một trăm kem. Ok. Bức tranh tiếp theo đây là nghề nghiệp gì? Cái chữ này hơi khó đọc nên sẽ ưu tiên cho Khánh Linh. Đọc không được thì Bảo Minh thắng. Dạ thưa cô là environmental worker. Rồi, environmental worker gì? Chú này làm nghề gì? Chú này là công nhân để đi dọn rác. Nên là các bạn nhớ đừng xả rác nha. Đi dọn rác để cho môi trường sạch đẹp. Chú này là công nhân môi trường, chú này công nhân dọn rác. Rồi, cũng được. Rồi, rồi cho Khánh Linh một tram. Lấy cái tram của mình nha, mình cái tram này. Bỏ tay ra, cho bạn lựa. Đó là gì? Đây là một cái kẹo squid. Hồi nãy lấy kẹo rồi mà. Lấy kẹo nhiều súng ra nha. Lấy cái bánh bèo ha. Rồi. Tiếp theo, đây là gì? Bảo Minh, mở nhầm. Đây là Naval Chup. Naval Chup là? Dạ là bộ đội hải quá. Bảo Minh đã trả lời đúng câu này, Bảo Minh chọn tram đi. Dạ, em chọn tram bình nước. Đâu? Dạ đây. Rồi. Đẹp quá. Rồi, một bức hình tiếp theo về nghề nghiệp của ai đây? Em. Ủa, chưa vô lên mà. Em. Đây. Sếp là ai? Ai đã đọc sai cô ơi, đã đọc sai bản thân. Nhã âm cuối chứ. Sếp. Rồi, đúng. Cái mình là đầu bếp. Đầu bếp nấu ăn ngon hay là không ngon? Là ngon, ngon lắm. Ngon lắm đúng không? Rồi, đầu bếp thường mặc đồ màu gì? Màu đen. Màu đen cũng có nữa, rồi chọn chắc.
Chồng cho em nhanh lên, số cho em đang nói còn ít. Sao biết gì? Sao biết? Câu hỏi tiếp theo lắng nghe. Nghề nghiệp gì? Bảo Linh. Dạ cô là athlete. Athlete là ai? Dạ athlete là vận động viên. Wow, con này đang múa đào đúng không? Dạ. Ngầu quá hả? Dạ. Thế mình nên đi học võ đi nha. Dạ. Rồi chồng cho em. Một cái, một cái. Lấy xem mấy cái bánh mít kì. Rồi. Tiếp theo là bánh mít kì. Cô em cho tay giúp con ơi. Con ơi. Rồi cho Khánh Linh đi. Cho Khánh Linh. Bây giờ là singer. Singer là ai? Là ca sĩ để hát cho chúng ta nghe. Rồi. Rồi được một trăm. Câu này dễ ha. Ưu tiên cho Khánh Linh. Yeah. Tiếp theo. Cảm ơn. Dạ cô là Fisher. Fisher là ai? Dạ là ngư dân. Ngư dân thường làm gì? Dạ là bắt cá. Bắt nhiều hay ít còn thôi. Bắt nhiều. Rồi chính xác 100. Lấy trăm này. Không được đổi nha. Em cho tay trước. Câu hỏi tiếp theo. Ê, cho tay trước mà còn rồi. Rồi cho Khánh Linh, cho Khánh Linh. Dạ cô là Farmer. Farmer là ai? Farmer là nông dân. Rồi chính xác cho 100. Ủa nông dân thường trồng gì nhỉ? Nông dân thường trồng cỏ. Hả? Sai rồi. Trồng lúa nha, cỏ không cần phải trồng nha. Rồi vẫn cho một trăm mìa đọc cũng đúng. Lẹ lẹn. Ôi đổi rồi. Không được đổi nha, tiếp theo. Em Bảo Minh. Dạ cô là reporter. Là ai? Dạ là phóng viên. Ờ rồi đúng rồi. Yeah. Một trăm. Em mình sẽ lấy ly Starbucks nha. Đâu? Dạ đây. Rồi tiếp theo. Dạ cô là carpenter. Carpenter là ai? Dạ là thợ mộc. Rồi thợ mộc đang làm gì đây? Dạ đang làm cái gì em không biết, là làm bàn gỗ quá cô. Rồi một trăm. Mình sẽ chỗ stamp đây. Cái stamp mình chọn stamp kẹo. Rồi tiếp theo. Rồi mời Bảo Minh. Dạ cô là scientist. Scientist là ai? Dạ cô là nhà khoa học. Trời sao tới đây là giật vậy. Rồi nhà khoa học đang làm gì đây? Dạ đang pha chế gì đó cô. Ừ, rồi hai một trăm đi. Cô bạn có đừng cười của cô ơi. 600 này. Tiếp theo có lẽ Khánh Linh tới đây thì quên học bài. Em. Ai? Dạ cô là traffic police. Rồi là ai? Dạ là cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông. Rồi một trái em. Em sẽ chọn Starbucks màu đỏ. Đây là nghề gì? Thôi gì cho Khánh Linh này, nãy giờ Khánh Linh. Taylor là ai? Taylor là thợ may. Thợ may làm gì? Thợ may là may đồ cho người ta đi đám cưới. Vậy đó hả? May đồ có trả tiền không? Dạ có. 100. Ôi gần hết trăm rồi. Yeah. Tiếp theo. Em. Rồi Bảo Minh. Em là electrician. Là ai? Dạ là thợ điện. Nghề này có nguy hiểm hay là không? Dạ có. Wow, chỗ này leo cao quá ha, ghê quá ha. Dạ. Rồi 100. Em xin 100 đây. Được chưa? Nghề nghiệp tiếp theo con này hơi dài nha. Đây. Cái này là em. Cảm ơn. Dạ con là construction engineer. Construction engineer. Rồi 100. Yeah. Mình được 100 Starbucks. Em đọc gần đúng thôi nha. Nhưng mà vẫn chưa chính xác lắm. Construction. Construction. Construction engineer. Rồi chính xác. Tiếp theo. Ta-ta. Em. Cái lần đầu. Em. Rồi mời bảo mình đi. Dạ con là welder. Là ai? Dạ là thợ hàn. Làm nghề này thì chú này phải đem cái gì? Cái gì đó cô? Cái mắt kính đó. Cái này cái mắt gì đó hả? Nguy hiểm lắm á. Dạ. Rồi, 100. Em ở trong trang trời chứ. Ồ, bọn mình nhiều trang quá rồi, Khánh Linh cố lên nha. Em sẽ bỏ là cục. Tiếp theo. Nhìn mà Khánh Linh còn nghiệp quá. Rồi, cho Khánh Linh con này luôn. Dạ, con là hairdresser. Là bạn này đang làm gì đây? Dạ, bạn này đang đi làm tóc. Cắt tóc. Cắt tóc nha. Dạ, em có nhận cái kiểu tóc. Cô bạn này giống cầm tay cô. 100. Một cái thôi nha. Tiếp theo. Tên tên. À đây. Nghề gì đây? Bảo Minh. Dạ cô là actress. Là? Dạ là họa sĩ. Họa sĩ nghề gì vậy? Dạ sĩ là nghề vẽ tranh đó cậu. Vẽ tranh đẹp. Vậy đó hả? Rồi đúng rồi. Vẽ tranh rất đẹp mới làm được họa sĩ ha. Dạ. Tiếp theo. Tên tên. Nghề gì đây? Em một cái nha cô. Rồi rồi. Yeah. Cái này là musician. Rồi là ai? Dạ là nhạc công. Rồi chính xác con này đang đàn gì vậy biết không? Dạ con này đang đàn. 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 Yeah. Đàn tranh. Đàn tranh. Có thể đánh đàn piano hay là đây đánh trống. Rồi em... Ủa còn hai cái hả? Tưởng hết rồi chứ. Rồi cho mỗi bạn một cái luôn. Bây giờ đếm coi hay nhiều hơn. Đến đây.
Xem gì đẹp quá vậy ta. Mèo mèo mèo. Đó mình được mấy cái? Mười lăm hả? Mười lăm Khánh Linh được mấy? Rồi vậy Khánh Linh về nhớ học bài thêm nha. Bữa sau cô sẽ trả bài lại những cái câu mà em chưa trả lời được đó. Các bạn ơi, này là video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn hãy cho một cái like, share và subscribe trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Tới đây hẹn gặp lại, bye bye.